xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Phật cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của đài. Thưa quý vị, có những cái câu chuyện giả mà nó thật như thế này. Những cái ngày mà gần tới Tết đầu năm thì tất cả những cái công ty ở Mỹ, thỉnh thoảng có những công ty họ đặt ra, nghĩa là mỗi một người, thí dụ như công ty đó 300 người thì họ bỏ vô ở trong cái thùng đó, mỗi người 10 đồng bỏ cái tên của mình vô. Rồi nếu mình bắt trúng cái tên của mình á, thì mình sẽ nhận hết một cái số tiền đó, thí dụ như là được 3.000 để trang trải. Thì có một cái cô cũng rất là nghèo, không có tiền, cho nên có một cái người khác bỏ cái tên của vô là 10 đồng. Rồi tới cái giờ mà bắt thăm nó để trúng đó thì gần như ngạt thở, ai cũng chờ thứ cả tới cái tên của mình không. Nhưng mà rồi thì bắt tới cái giờ tới đọc lên trúng cái tên của cô đó là cô Sarah. Thì tất cả cái anh chàng mà anh bỏ vô đó, anh cầu nguyện tên của ta, nó đâu mà tin hay quá vậy, tất cả những cái ơn trên nó đúng quá cái lời cầu nguyện của mình quá. Túng thì anh cũng mừng khi đọc cái tên của cô ta. Nhưng mà sau đó thì anh mới thấy, anh mới bóc thêm một tên nữa, xong rồi giao tiền giao bạc xong bóc thêm cái tên nữa, cũng cái trúng cái tên của ta. Lần thứ ba anh lấy cái nữa cũng trúng tên của ta, tức là toàn bộ đều cái tên của cô ta hết, ai cũng biết tên của cô ta hết. Thì cho chúng ta thấy không phải là cái sự sắp xếp của vị thần linh, mà đây là một cái tình thương để đặt cho cô. Thì mặc dù ở bên ngoài là họ nói dối, họ giả, họ không thật, nhưng mà thật ở đây là cái lương tâm của họ, lương tâm của họ để sẵn sàng giúp đỡ những người nghèo đó. Thì cho chúng ta thấy nếu cái giả mà đem lại cái lợi ích cho người khác thì được, nhưng mà cái giả mà lừa dối gạt gẫm người khác, hay là dối gạt từ tình yêu cho tới tình bạn cho tới tiền bạc, tài sản, đồ thật, đồ giả, vườn, đất, thậm chí như là quốc gia, có những người quốc gia này, quốc gia nọ họ xưng, họ nói là vì lý do này đúng, lý kia đúng để mà họ làm, thì cái điều đó hoàn toàn nó không có đem lại lợi ích. Đem lại cái gì? Cái sự thiệt hại, cái sự thương vong, cái sự tổn thất, cái sự tàn phá của một cái quốc gia khác. Không, quý vị thấy như là những chiến tranh mới gần đây nhắc đó thì nó tàn phá rất là nhiều, đó là không có thật. Nếu mà thật á thì ngồi lại bàn ta nói chuyện chứ cần gì phải đem bom, đem quân mà dội đánh như vậy để mà tàn nát như vậy, thì đó là cái không có thật. Nếu mà người thật á thì ở ngồi đại trên bàn á, ngồi nói chuyện nó không có tốn phí mất công, phải tốn kém nhân lực, phải chịu nhiều cái sự tổn thất như vậy, thì đó là không thật. Thì giờ này thì xin thỉnh Hòa Thượng Chủ tịch. Vì Đạo Phật xin cảm ơn Hòa Thượng Phó Chủ tịch đã có những cái chia sẻ rất là ý nghĩa. Thưa quý vị, ở trong những cái câu chuyện cổ của Phật giáo có một cái câu chuyện, ở đây là một câu chuyện thật. Một ngày nọ có một cái cuộc tranh chấp giữa hai người đàn bà về một đứa con. Ai cũng tuyên bố rằng mình là người mẹ ruột của cái đứa con này. Và cuối cùng thì không ai nhường ai, cho nên đã thỉnh cầu Đức Phật giúp để phân giải, để mà giải quyết. Thì Đức Phật mới dạy là thôi, mỗi người á nắm thật chắc một cái cánh tay của đứa bé đó và dùng hết sức của mình để kéo. Nếu mà ai
kéo cái đứa bé đó về ở cái phía mình, thì cái người đó là người mẹ ruột của cái em bé này. Và hai bên đã thi hành cái điều mà Đức Phật đã đề nghị. Và cuối cùng thì một người khi mà đang kéo, họ buông cái tay của đứa bé để cho cái người kia kéo về phía họ. Nhưng mà khi đưa ra cái phán quyết thì Đức Phật đã khẳng định cái người mà buông cái tay chính là người mẹ ruột. Lý do tại sao? Bởi vì trong cái lúc mà kéo đó, đứa bé nó quá đau, mà nếu tiếp tục kéo có thể là nó gãy tay, hoặc giả là nó có thể sứt cái tay. Vì người mẹ ruột thấy người con của mình đang trong một cái tình trạng đau đớn như thế, cho nên không nỡ, do vậy mà buông. Thì ở đây chúng ta thấy có nhiều cái cách, nhiều cái phép thử để từ đó mình có thể truy tìm được những cái sự thật như là chính sự thật đang là chân thật và bất hư. Đôi khi những cái người khác, nhiều khi họ vì quyền lợi, họ tranh chấp quyền lợi quốc gia, quyền lợi tổ chức, họ không buông, họ không bỏ, họ không có nhận cái sự thiệt thòi để làm thế nào bảo vệ được cái cơ sở, bảo vệ được cái tổ chức, bảo vệ được cái giáo hội. Cứ leo thang, tranh chấp, tìm cách để đánh nhau, bôi nhọ lẫn nhau. Và cuối cùng thì bởi vì họ không có thương, họ không phải là cái người đích tử, không có người sẵn sàng hy sinh, giống không, cho nên họ không có màng đến cái chuyện tổn thương nhiều hay là ít, vân 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 vân. Thì ở đây có nhiều cái điều để mình có thể rút tỉa những cái bài học giá trị. Và khi mà chúng ta muốn bảo vệ cái chân lý, bảo vệ cái sự thật, thật ra là khẳng quyết sự thật nó nằm ở đâu, thì nó cũng nhiều cái điều để mà chia sẻ tiếp. Nhưng mà xin để nhường lời lại cho Đạo Phật. Cảm ơn Hòa Thượng. Và thưa quý vị, như ông bạn chúng ta thường nhắc, lấy thúng gấp voi không lòi đằng trước cũng lòi đằng sau, và chỉ là cái kim trong túi lâu ngày nó cũng lòi ra. Nếu mà chúng ta đem cái giả dối mà chúng ta úp với sự thật, rồi ngày nào nó cũng lòi ra, cũng ai cũng biết hết, chứ không phải ai cũng biết là. Hồi thưa quý vị, dạ, xin thỉnh Hòa Thượng nói chủ tịch. Thầy Phật cảm ơn Hòa Thượng và cảm ơn các vị lắng nghe. Thì thưa quý vị, đối với Đạo Phật là đạo như thật, mà là không có dối, mà không có dối mới thành Phật, còn nếu dối là ma. Cho nên đối với dối của chúng sanh thì nó vô số, vô biên, cái nó là coi nó mênh mông bát ngát, một cái rừng mà coi như là từ cái tâm của mình cũng dối, cái vọng tưởng cũng dối, cái thân cũng không có thật. Cái tất cả ở trên cái thế gian này là điều nó không có cái thật. Cho nên Đức Phật Ngài mới chỉ cho chúng sanh biết cái không thật đó nó sẽ là khổ. Mà mỗi chúng sanh có được cái thật giống như một cái gì, các vị biết không, giống như thần kim cương á, Ngài đưa cho mình, gắn ở nơi mình một cái chéo, nơi cái chéo áo để cho, để mình có, mình xài, mình thấy cái được cái như thật, cái cục kim cương như trong kinh Pháp Hoa, thưa quý vị, để cho chúng sanh thấy được cái như thật đó, thấy được cái hạnh phúc đó. Mà chúng sanh á, con người của chúng ta cũng là một chúng sanh giống như các chúng sanh loài hữu tình, từ cõi trời cho đến tất cả chúng sanh ở cõi người đều không thấy được cái hạt kim cương mà Ngài đã gắn ở chiếc chéo áo cho chúng ta biết. Đó là Ngài đã chỉ cho chúng sanh á là có một cái như thật hạnh phúc vô cùng, chứ nó không có mỗi cái hạnh phúc một cái ảo tưởng. Bởi ví dụ như chúng sanh thì ví dụ như người ta nói thì tôi có chiếc xe mới,
tôi đào được chiếc xe mới, tôi ráng tôi làm 2-3 job, tôi ăn mì gói, cho nên tôi đào mỗi tháng 700-800, tôi có được cái chiếc xe Mercedes, cái Tesla mới, cho nên tôi có hạnh phúc. À, nhưng mà đồng thời á, gặp cái người bạn kia, nó nói ông tướng cù lần chết cha, ăn làm đâu có bao nhiêu tiền đâu mà làm tới 2 job về cái để mua chiếc xe. Cái cảm giác cái khi đó mình không còn hạnh phúc nữa, tự nhiên cái người bạn của mình nó ganh tị. Hoặc là cái nhiều người á, cái có một người vợ hoặc là người chồng thì hai người cùng nhau gặp nhau thương nhau cái thấy hạnh phúc, nhưng mà cái khi mà đâu cuộc đời nó đâu có suôn sẻ giống như thường đâu, cái ông chồng ông bệnh ông đau mà có ba mấy tuổi mà bệnh mà đau miết à, đi làm cũng không có bao nhiêu, cho nên bà vợ ở nhà cũng rất là khó khăn, con cái nữa, cho nên nó thấy ông chồng hết hạnh phúc nữa, nó cứ về là cứ nói này nói nọ với ông chồng, hoặc là ngược lại là có nhiều cái bà vợ cũng không có muốn làm nhiều, cũng không có lo cho con cho cái xong rồi ông chồng cũng rất là chán nản. Ban đầu thì cái mà thương nhau là thấy giống như là người nào cũng nói anh cũng chung thủy với em cũng chung thủy với anh, nhưng mà khi bà vợ bà bị bệnh, bà đau, cái mặt bà không còn đẹp nữa, cái không còn chung thủy nữa, cái xong rồi cái hạnh phúc đó nó không có như thật, cái đó là cái giả. Đối với cái không thật của cuộc đời đó là giả, thưa quý vị. Cho nên Đức Phật ngài dạy chúng sanh bởi vì mê mờ không thấy được cái chân thật, không đạt được những cái hạnh phúc mà ở nơi cõi tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hoặc là bát không, hoặc là thiền định giải thoát, không thấy được cái đó, cho nên không thấy được cái chân thật như vậy, cho nên cứ khổ mãi. Và cái trong thế gian này nó lấy khổ nó làm vui, mà rồi khi mà nó nhận được cái khổ thì nó lại đau khổ. Ví dụ như có nhiều người nó đi lường gạt người khác được thì nó dối trá, nó lường gạt người khác được, cái xong rồi nó tầm ba tầm bảy nó đi nói người kia bị tao là tao lường tao gạt, nhờ vậy tao mới có đầy đủ ăn uống. Nhưng mà cái nhóm này nó lại bị cái nhóm khác nó lường gạt, cho nên nó đau khổ liên tục như vậy. Giống như các vị thấy hồi xưa Do Thái rất là đau khổ, bởi vì đất nước của Do Thái bị người ta chiếm đoạt trăm năm trước là họ bị rất là khó khăn. Hoặc là năm 1945 Thế chiến thứ hai bị các cái tôn giáo khác hùa nhau, họ bắt tay với lệ Đức Quốc xã, cho nên họ giết cả hàng 6 triệu cái người Do Thái, rất là đau khổ. Để khi mà nó có cái quyền lực nó được trở lại thời gian này thì nó có cái thế mạnh của người Do Thái, họ có cái thế lực Mỹ đứng sau ủng hộ, là người dân mà Do Thái ở Mỹ là tài phiệt không, cho nên họ có thế mạnh, họ đã mới có một cái thế lực khác, họ mới chèn ép cái người khác. Cho nên ở trong cái cuộc đời khi mà có đứng trên một cái thế mạnh rồi, thưa quý vị, cái người đó là họ cảm giác là họ là thật, còn cái người mà thế yếu họ là một cái thế coi như là giả. Là trong thế gian này nó cứ chèn ép nhau, và bị chèn ép rồi bị giết, rồi hoặc là bị săn, bị giết, bị đau khổ, cứ lẩn quẩn lòng vòng như vậy á. Đó là cái sự thật mà cái chúng sanh nó bị như vậy đó. A Di Đà Phật, cảm ơn thượng. A Di Đà Phật, cảm ơn thượng rất là nhiều. Thì thưa quý vị, cái thường họ bằng môi bằng lưỡi giả, họ cũng thường chiếm đoạt nhiều cái tình cảm, cái tài sản của người khác.
Nhưng mà cái tình cảm và cái tiền bạc, cái của cái đó nó không có bền. Nhưng thưa quý vị, như là giống như là cái bà mà Manga Dida, bà mà máng chửi Đức Phật á, rồi sau này được ông Vô Đà Na, ông tiến cung vô làm bà Thái Hậu thứ hai. Nhưng mà vì cái tâm ác với một cái bà thứ ba đó, cái bà đó là chuyên tâm từ bi lắm, nó có một cái tâm từ bi, tức là bà Samavati á, cái một lần á thì bỏ con rắn vô cho trong cái đường cho ông vua Udana để cắn ông chết, bỏ đổ thừa cho bà hoàng hậu thứ ba, bà đó được vua yêu chuộng hơn. Và cái lần nữa thì ông vua đi chinh phạt xa thì bà nhà bà đốt chết cái bà Mavati đó với 500 tỷ nữ nữa. Rồi sau này ông vua ông về, ông đương điều tra nhưng ông giả bộ, ông nói bây giờ ai cái cũng mừng, ta cũng muốn giết cái bà này lâu rồi, nhưng mà rồi á là chưa giết được, bây giờ có những người giết ta rất là mừng. Thì bà ta, bà nghe nói như vậy thì bà mới kể rằng công của bà, công của cậu của bà con dòng họ bà tổ chức ra để giết. Thì ông vua Lưu Đà Na mới kêu lại để mà coi như là lấy phần thưởng rồi đó. Mà quý vị biết khi kêu lại hết thì ông không có phát thưởng cho mà ông bắt. Bắt nghĩa là những cái hình phạt ghê gớm, phải chịu những cái hình phạt ghê gớm. Mặc dù Chư Tăng hay là Đức Phật cái thời đó không có muốn ông có cái hình phạt khi giết một cái người như vậy. Nhưng mà ông làm những hình phạt nghĩa là đốt những cái trụ đồng rất là nóng, rồi bắt người ta cột vô, rồi nghĩa là chôn nửa người rồi cày bừa đến nó cho tới chết thì thôi. Vì thấy là cái ác nghiệp đã tạo ra thì nó chịu như thế đó, chứ không phải là không. Thì những người mà bất cứ những tạo ra những cái nghiệp xấu ác đó, là quý vị như Đức Phật Ngài dạy cho tất cả chúng ta, một là lửa cháy, hai là nước trôi, ba là trộm cướp, bốn là bị tịch thu, năm là bị con cái bất hiếu nó phá sản, rồi sáu là làm ăn thất bại, bảy là bệnh tật nó làm cho tiêu hao, bệnh tật lâu dài nó làm tiêu hao tài sản đi, nó không có bền. Nếu mà chúng ta thật sự chân thật thì cái của cải nó rất là bền, nó không có bị tất cả các cái thứ gì nó lôi kéo đi cả. Đó là cái điều mà Đức Phật luôn luôn khuyến khích chúng ta hãy làm những sự thật, nói những sự thật và suy nghĩ bằng cái sự thật thì nó đem lại cái tích cực làm thiện của chúng ta hơn. Thì xin thỉnh Hòa Thượng. Dạ, Đức Phật xin cảm ơn nhiều vị Hòa Thượng, Phó Chủ tịch rất là nhiều. Thưa quý vị đó, trong kinh Kim Cang Đức Phật có dạy rằng là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Có nghĩa rằng là phàm cái gì có hình tướng thì cái đó điều là hư vọng, kể cả cái thân hình của mỗi một chúng ta hiện hóa nó vô thường vô ngã, một lúc nào đó rồi nó cũng từ bỏ chúng ta mà đi. Tuy nhiên Ngài dạy tiếp là nếu mà thấy được thật tướng của các pháp là phi tướng, nhược kiến phi tướng, chư tướng phi tướng, thì tức kiến Như Lai, nếu mà thấy được thật tướng của các pháp là phi tướng thì đương nhiên là điều đó có nghĩa rằng là thấy được Đức Như Lai. Phần lớn thì ngày nay người ta chạy theo những cái vọng, những cái ảo nhiều hơn là cái thật. Có một câu chuyện mà có một công chúa được vua cha nuông chiều cho không đủ tất cả những cái gì mà cô thích, nhưng mà cô cũng cảm thấy không có toàn nguyện. Cô mong muốn vua cha làm sao mà có được một cái sâu chuỗi bằng những cái hạt băm bóng nước. Cuối cùng câu chuyện thì dài nhưng mà chúng tôi nói tắt, cuối cùng một cái vị hòa thượng chân tu đã đến để giúp và bảo với cái cô công chúa là lão tăng tuổi đã cao, mắt mờ cho nên nó không thấy được cái bong bóng nào là tốt, bây giờ cô hãy chọn cho tôi bong bóng nào đẹp vừa ý, đưa cho tôi bong bóng nước, tôi sẽ sâu cho cô thành một cái tràng hạt của bong bóng nước. Thì cô nghe như vậy cũng mừng quá,
lâu nay quên ăn bỏ ngủ buồn bã vì cái ước nguyện có được một cái sâu chuỗi như thế không thành tựu. Bây giờ chính tay mình chọn, cho nên nó của chụp bong bóng này thì nó bể, liệm bong bóng kia nó bể, và trò thì càng ngày càng mưa nặng hạt, cho nên nó lạnh. Và từ đó đó cô tỉnh thức, vì hòa thượng đã khai thị mọi sự mong manh vô thường hiển hóa như là cái bong bóng nước, làm sao mà có thể nắm bắt được. Thì đây là một cái câu chuyện trong rất nhiều cái câu chuyện mà nó cho thấy rằng là phần lớn chúng ta cứ chạy đuổi theo những cái ảo vọng để rồi cuối cùng chúng ta sẽ bị khổ đau và đối diện với vô số thất vọng. Thưa quý vị đó, nếu mà chúng ta luôn luôn chạy theo cái giả áo, cái áo ánh ở bên ngoài á, thì nó làm chúng ta suốt một cái cuộc đời phải khổ. Bởi vì cuộc đời của chúng ta, chính chúng ta là chúng ta sống hạnh phúc đó, không phải là vì tiền, mà cái điều là chúng ta biết sống. Biết sống là như thế nào? Biết sống với cái sự chân thật, bỏ đi cái sự giả dối, thì nó đem lại cái sự hạnh phúc và an lạc cho mình và cho người. Thưa quý vị, thính thính Ngài Phó Chủ tịch ha. Bây giờ Phật cảm ơn như vị hòa thượng. Kính thưa quý vị, thì cái thật cái giả nó nhiều lắm. Chúng tôi xin kể hai câu chuyện của Đức có vị tỳ kheo này ở trong chùa Thiếu Lâm á, thì cũng quen thân với cái ông quan đó, mà cũng hôm nọ tự gì có một cái người kia cũng mặc áo quan, rồi cũng mặt cũng giống nhau, mặt mũi cũng giống nhau, tự về họ mắc cốp họ giả cái trang cái mặt á, họ giống như vậy, cái đi lừa gạt người ta, đi giành giật và đủ thứ hết. Thì ông quan này ông có nuôi con chó, thì ông không ai nhìn nhận là cái người nào mà giả thật hết. Thì cái ông thầy họ thượng ông mới nói chứ, thôi ông quan có con chó kia, lấy con chó của ông chạy lại. Thì con chó thì còn chủ nhà, cho nên nó chạy lại ông chủ, còn cái ông kia là giả, thì mới bắt cái ông giả đó, thì mới lột ra cái mặt đó là giả. Thì giống như hồi xưa có ông Bàn Thống á, hai người á, cái anh chàng này á là cho mượn tiền, nhưng mà rồi cho cái anh chàng bán thịt á, bán dầu á, mượn tiền nó mà trả hơn, rồi trả cả túi tiền như vậy đó. Thế mà ảnh cũng ăn cướp của người ta, muốn ăn giật của người ta, ta trả rồi mà cũng đòi thêm nữa. Thì hai người mới đưa vô cái ông Bàn Thống, ông mới xử ông nào thật ông nào giả. Thì ông Bàn Thống cũng rất là hay, ông nói cái ông này đã trả tiền rồi, tại sao ông nói tiền này tiền của tôi. Ông kia ông hầm hồ về sức mạnh nữa, cho nên cái ông Bàn Thống ông mới nói nè, lấy cái thau nước ra đây nè, ông này là bán dầu không, đúng rồi, cái lấy cái thau nước bỏ mấy cái đồng tiền vô thì có dầu nó nổi lên. Thì ra ông Bàn Thống nè, tiền này là tiền của ông bán dầu không phải của ông, cái là bắt ông kia phạt đó. Như vậy đó, thật giả trong cái thế gian này nó lừa gạt nhau ghê gớm lắm. Cho nên chúng ta hãy nương theo Đức Phật Ngài dạy, trong tất cả cái vọng tưởng điên đảo của cái phù phiếm ảo vọng đều là giả, chỉ có cái chánh chân thật giải thoát của các vị mới là chân thật mà thôi. A Di Đà Phật, cảm ơn nha. Cảm ơn nhị vị hòa thượng và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Và trước cái thật và cái giả như Đức Phật Ngài dạy thì chúng ta phải cân nhắc, phải xem xét một cách kỹ càng, mà như trong kinh Ngài nói phải cân đo rõ ràng như vậy. Thì nó đúng với chân lý không, mà khi nào cái nào mà nó đúng với chân lý thì nó bền bỉ, nó thích hợp với mình thì nó bền bỉ, còn cái nào mà nó không có đúng thì chắc chắn là nó ra đi nhanh lắm. Cho nên chúng ta phải cân nắm trước giữa bây giờ, ví dụ như là cái thông tin, cái truyền thông, cái mạng xã hội, nghĩa là biết bao nhiêu thứ mà nó đập ra trong mắt mình, có thể coi bao nhiêu thứ, nhưng mà chúng ta phải cân nhắc cái nào là đúng, cái nào là sai, chứ không khéo chúng ta cũng bị sập bẫy. Thưa quý vị, kính chúc quý vị được vô lượng an khương, thân tâm thường lạc, và chúng tôi sẽ hẹn với quý vị trong chương trình lần tới.